Chào mừng anh em đến với bản tin chuyển nhượng ngày 15 tháng 8 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Cảm ơn anh em. Theo Daily Express, Quỷ Đỏ vẫn chưa muốn từ bỏ thương vụ Jadon Sancho. Bất chấp những tuyên bố mới đây của Dortmund, Man United đã quyết định dừng mọi thương vụ khác lại để tập trung mọi nguồn lực cho ngôi sao chạy cánh 20 tuổi. Trong khi đó, Daily Mail cho rằng nỗ lực của MU có nguy cơ cao sẽ bị sụp đổ bởi Dortmund đã thuyết phục thành công ngôi sao người Anh tiếp tục gắn bó với sân Signal Iduna Park. Sau khi có Willian theo dạng tự do, Arsenal muốn dứt điểm mục tiêu tiếp theo là Gabriel Magalhães. Huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá cao Gabriel và quyết tâm mang cầu thủ 22 tuổi người Brazil về sân Emirates. Những nguồn tin thân cận của Arsenal cho biết, các quan chức thành London sẵn sàng chi đậm để cho Arteta tái thiết đội hình. Gabriel vừa có mùa giải thi đấu nổi bật cùng Lille ở Ligue 1, được chờ đợi cải thiện sức mạnh cho hàng thủ của Arsenal. Mirror đưa tin, không chỉ có Arsenal, Gabriel còn là mục tiêu của một loạt các câu lạc bộ như MU, Everton, Napoli. Chính vì thế, Mikel Arteta muốn các quan chức Arsenal sớm hoàn tất đàm phán với Lille để tránh sự cạnh tranh từ các đối thủ. Kết thúc mùa giải 2019-2020, Willian chính thức chia tay Chelsea sau 7 năm gắn bó. Cầu thủ người Brazil ưu tiên ở lại London và tính tới thời điểm hiện tại đã đạt thỏa thuận gia nhập Arsenal. Theo đó, tiền vệ sinh năm 1988 sẽ gắn bó với pháo thủ với bản hợp đồng 3 năm kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Tại Emirates, Willian nhận mức lương cứng 100.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, Daily Mail tiết lộ nếu tính thêm cả các khoản thưởng và phụ phí, thu nhập của cầu thủ 32 tuổi lên tới 220.000 bảng mỗi tuần, cao gần gấp đôi so với mức đãi ngộ 120.000 bảng mỗi tuần anh nhận được ở Chelsea. Trong 3 năm gắn bó với sân Emirates, số tiền Willian kiếm được lên tới 35 triệu bảng, tính cả khoản lót tay khi tiền vệ người Brazil đồng ý gia nhập Arsenal. Dự kiến, Willian sẽ chính thức ký hợp đồng với Arsenal trong ít ngày tới và lập tức bắt tay vào tập luyện cùng đội bóng mới chuẩn bị cho mùa giải sau. Các cổ động viên Arsenal bày tỏ sự không đồng tình khi đội nhà bỏ ra 35 triệu bảng cho một cầu thủ đã bước sang tuổi 32 và chuẩn bị bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp như Willian. Đặc biệt, đội chủ sân Emirates đang trải qua không ít những khó khăn sau đại dịch Covid-19. Cách đây không lâu, pháo thủ sa thải tới 55 nhân viên để cân đối tình hình tài chính của câu lạc bộ. Sau Ferran Torres và Nathan Ake, tới lượt Harry Winks là cái tên tiếp theo Pep Guardiola rất muốn có trong đội hình Man City ở mùa giải mới. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ Tottenham. Với kỹ thuật và khả năng điều phối luân chuyển bóng tốt, Harry Winks được đánh giá là sẽ khá phù hợp với hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola. Theo The Mirror, Man City sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng để thuyết phục Tottenham nhả người. Harry Winks vừa ra hợp đồng 5 năm với Tottenham vào mùa hè năm 2019. Tuy nhiên khi ấy, Mauricio Pochettino vẫn còn dẫn dắt The Spurs. Ở thời điểm hiện tại, tương lai của tiền vệ người Anh đang bị đặt dấu hỏi dưới thời của Jose Mourinho, nhất là khi Tottenham vừa chiêu mộ thành công Pierre-Emile Højbjerg. Trong quá khứ, Tottenham hiếm khi để trụ cột ra đi đến các đội bóng khác tại Premier League. Tuy nhiên, không phải là không có ngoại lệ. Mùa hè năm 2017, Kyle Walker từng gia nhập chính Man City với mức giá 50 triệu bảng, kỷ lục cho một hậu vệ thời điểm bấy giờ. Một lợi thế nữa dành cho Man City trong thương vụ mang tên Harry Winks đến từ việc Tottenham đang cần bán bớt cầu thủ để cân đối tài chính sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19. The Mirror khẳng định lời đề nghị của The Citizens đáng để cả chống cân nhắc, nhất là khi không nhiều đội bóng hiện sẵn sàng bạo chi cho Ndombele, cái tên không còn trong kế hoạch của Jose Mourinho. Trung vệ 30 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Serie A mùa giải vừa qua và bản thân Chris Smalling cũng mong muốn chuyển đến Roma thêm một bản hợp đồng dài hạn. Tuy vậy, phía MU yêu cầu bước phí chuyển nhượng 20 triệu bảng và muốn câu trả lời sớm từ cầu thủ người Anh về vấn đề tương lai. Hiện Smalling vẫn còn 2 năm hợp đồng ở Old Trafford, hưởng mức lương 130.000 bảng mỗi tuần. Sun Sport cho hay, cựu hậu vệ của Fulham sẵn sàng giảm lương để quay trở lại thủ đô nước Ý. Dẫu vậy, đội bóng Á Bã Châu chỉ đưa ra lời đề nghị 15 triệu bảng và đã bị MU bác bỏ. Huấn luyện viên Solskjaer vẫn đang tìm kiếm một trung vệ mới cho Quỷ Đỏ thuận chân trái với những cái tên nằm trong tầm ngắm như Paul Torres, Upamecano hay Gabriel. Mặc dù vậy, trước khi tuyển thêm tân binh, MU cần bán bớt một vài người thừa trong đội hình như Smalling, Marcus Rojo hay Phil Jones. Mùa giải vừa qua, Harry Maguire cùng Lindelof thường xuyên đá cặp trung vệ với Eric Bailly và Tuan Zebe là phương án dự phòng. Nhưng cả hai cầu thủ dự bị nêu trên cũng thường xuyên dính chấn thương.
Real Madrid một lần nữa nhận được đề nghị chuyển nhượng tiền vệ Marco Asensio từ Liverpool. Trong những đề nghị trước đó mà Liverpool gửi đến, Real Madrid hoặc là làm ngơ hoặc từ chối thẳng thừng, khẳng định Asensio không phải để bán. Lần này, Real Madrid cho biết sẵn sàng đàm phán và ra điều kiện với Liverpool. Theo đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha yêu cầu Liverpool phải dùng Sadio Mane để thực hiện trao đổi. Asensio là cầu thủ mà Jurgen Klopp rất muốn sở hữu. Nhà cầm quân người Đức nhắm ngôi sao 24 tuổi này như giải pháp quan trọng để làm mới đội hình. Mùa giải 2019-2020, Liverpool giành Premier League sau 30 năm chờ đợi, nhưng giờ cốp gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League. Vì thế, Liverpool đang làm mọi cách để đưa Asensio về sân Anfield. Ở chiều ngược lại, Sadio Mane là cầu thủ mà Zinedine Zidane từng theo đuổi từ lâu trong nhiệm kỳ đầu của ông ở tại Bernabeu năm 2016 đến năm 2018. Zidane rất ưu ái Asensio trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. Dù vậy, để có được Mane tăng cường cho hàng công, ông không ngại trao đổi ngôi sao người Tây Ban Nha với đồng nghiệp Jurgen Klopp. Trong trường hợp hai bên thống nhất các điều khoản trao đổi, Real Madrid nhiều khả năng phải bù 15 đến 20 triệu bảng cho Liverpool. Jonathan David đã giải thích lý do tại sao anh từ chối những lời đề nghị từ Premier League, bao gồm cả Man United và Arsenal. Sau khi ghi được 30 bàn thắng trong 60 trận tại Gen qua hai mùa giải, Jonathan David trở thành hàng hot tại châu Âu mùa này. Có nhiều sự quan tâm dành cho cầu thủ 20 tuổi, bao gồm cả các ông lớn ở Anh như Manchester United và Arsenal. Tuy nhiên, David muốn chuyển đến một nơi lập tức sẽ được đá chính và phát triển khả năng thay vì ngồi dự bị. Anh nói với France Le Monde: "Mọi người đều biết Premier League là một giải đấu chất lượng cao. Nhưng sự lựa chọn của tôi đã được quyết định bởi một điều mấu chốt. Tôi muốn chắc chắn được thi đấu thường xuyên. Tại Lille, David sẽ là sự thay thế trực tiếp cho Victor Osimhen." Tiền đạo người Nigeria đã gia nhập Napoli trong một thương vụ trị giá 50 triệu euro sau khi ghi 18 bàn sau 38 trận cho đội bóng Pháp ngay trong mùa đầu tiên. David bày tỏ sự thích thú với thử thách mới: "Lựa chọn của tôi đã được đưa ra khá sớm nhưng tôi hiểu rằng phải mất một thời gian nữa để hai câu lạc bộ đạt thỏa thuận. Gen muốn giữ tôi thêm một mùa giải nữa, nhưng tôi đã lựa chọn và họ tôn trọng điều đó. Tôi luôn biết rằng bản hợp đồng này sẽ được thông qua dù mất một chút thời gian. Tôi thực sự thích dự án mà Luis Campos, giám đốc thể thao của Lille và ban lãnh đạo câu lạc bộ đưa ra. Đó là điều đã khuyến khích tôi gia nhập Lille. Trên thực tế, tôi đặc biệt muốn gia nhập một câu lạc bộ mà tôi biết rằng mình sẽ tiếp tục được chơi bóng và ngày càng tốt hơn."